Ngày 13 tháng 10, ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, cho biết Công viên Văn hóa An Hòa có nuôi khoảng 44 con cá sấu phục vụ du khách tham quan. Đến nay, mỗi con cá sấu đạt từ 8 đến 24 kg. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chuồng nuôi cá sấu của đơn vị xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa. Do đó, cách đây khoảng 3 ngày, 4 con cá sấu đã sổng chuồng. Ông Nghĩa nói, đơn vị hiện đã bắt lại được 2 trong 4 con. Mỗi con cá sấu có chiều dài khoảng 1 mét và nặng 15 đến 18 kg. Chúng tôi hiện đang phối hợp với phường An Bình và chi cục kiểm lâm Kiên Giang dùng nhiều giải pháp để bắt 2 con cá sấu còn lại để đảm bảo an toàn cho khách đến vui chơi. Ông Nghĩa cho biết thêm hồ nước công viên có diện tích rộng khoảng 7 hectare, sâu 5 mét. Xung quanh hồ có nhiều quán bán nước cho khách đến tham quan. Do đó, đơn vị đang cắm các biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực hồ nước công viên. Đơn vị đang làm lại chuồng cá sấu cho chắc chắn. Đồng thời, địa phương cũng kết hợp với các sở ngành tổ chức lực lượng đi tìm, sau đó sẽ giăng lưới và dùng xiệt điện để bắt về. Địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp cận gần khu vực hồ nước. Đặc biệt, nếu phát hiện cá sấu ở đâu có thể báo với đơn vị hoặc địa phương để bắt. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 8 giờ cùng ngày, khu vực hồ nước công viên Văn hóa An Hòa, khoảng 10 nhân viên công viên tập trung bơi xuồng xung quanh hồ nước tìm kiếm cá sấu. Rất đông người dân hiếu kỳ đến công viên đứng xem. Đặc biệt, ở chuồng nuôi cá sấu, công viên hiện đã gia cố lại khá chắc chắn nhằm không để số cá sấu còn lại sổng ra ngoài. Thông tin ban đầu, ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đã có thông báo về vụ việc 4 con cá sấu sổng chuồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá cũng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp hỗ trợ địa phương bắt lại số cá sấu trên.